Lại là bà ơi. Bà đang ngồi dưới bếp cho cả dối, đang bếp không nghe. Bữa tôi bà ông bế xuống bếp với bà không nhớ. Bữa bà thì. Anh chỗ là được là 52 triệu mấy trăm. Tớ đoán khoảng đấy, tớ đoán 50 triệu. Thế khách nó được nhiều. Mình cái tờ đầu tiên nhà mình, mình cái tờ đầu tiên được gần 2 chồng. Cháu chưa làm khoa rồi sợ cái trăm thì ít. Cứ 500, 300 rồi 1 triệu, rồi 1,5 triệu, 2 triệu. Số thì lớn. Cháu mình qua với thôi, bọn tôi dưới bên này. Đấy là đi vô điêu sổ bố đến bao nhiêu. Không mất thứ đi. Cháu đi trả cái phần chất cũng nhiều cái điện thoại chúng mình lấy đi điện tôm mới ra tôm cũng đẹp nha. Hàng là nó phải nấu hay là tạm nấu tôm? Tôm buổi sáng anh tạm nấu, buổi chiều như là nhiều khi ai nấu nước chấm chả đâu nên thế này. Nói chú anh qua mình có hơi lát coi nhưng mà chả ăn uống cũng không quan trọng. Đã đi qua mấy giờ có ăn mấy hộp phòng ngon biết không? Có ăn mấy ngon này không ngon? Anh Quang Nhật ăn thằng Nghiêm là mấy giờ mới ngủ? Đúng 12 giờ. Đúng. Cứ 12 giờ mới một giờ chứ mà. Tôi chọc anh tôi để cho ông nằm bên nha. Không. Đấy là không. Thế là nằm một mình. Rút cái lại. Bố nghe lại kêu bố. Lại kêu anh nằm lên mà nghe lên thì lại bố ơi. Tục dư đấy. Chúng ta ăn bát đĩa nồi niêu giang thiếu nhiều không? À. Thần là tôi chiến bát đi hào ngoạn cái hào ngoạn là thiếu đứng kêu không? Cháu đã bể cái bộ cả không biết bát về nó thiếu không? Cháu không thấy bể cái bộ cả. Bể không quan trọng, thiếu một vài cái thì để tâm sao chưa trả nhà bác không thể để tâm ba cái chuyện à thiếu ví dụ cái đĩa nhựa kia thiếu tìm chưa ra là tìm được chưa không nhà cháu thì không cháu không biết có thiếu không mà cháu phải không cái đĩa vừa rộp cái đĩa thì cái đĩa rộp cái đĩa nhà ta cũng có lấy cho bác cái đĩa còn đĩa hoa đĩa màu khác gì khác gì trắng trắng lại đây đang giống được đĩa gì đây đĩa nhựa cỡ nhà tôi dặn 17.000 tệ. Dĩa nhà chú mua đến chợ 12.000 đĩa hoa đang giống được. Không qua tới bố 5.000 chứ. Không để cái đĩa. Nhưng mà đang nuôi nữa. Đang nuôi chuyện nè. Mà cháu đừng bị săn. Mất. Mê nhà mất nuôi chuyện bể bao cái bát tô. Đây còn một cái nắp ca này. Qua em lượm nhà đứng rớt xuống cái đằng sau cái tủ lạnh này. Tủ cái bầu nè. Đem đằng bồi mà để đây. Cái nắp ca nhà một bát một đầu. Chờ vứt luôn hết. Ôi, xong mình lên. Làm vô chợ tự lực. Ngàn đồng gõ Tết thì mua lấy. Cái là mình em có đồ đẹp thôi. Cái là bát thì đặt bồn bằng cái chừng chừng. Cái tô đẹp là cái đẹp mà. Tôi, cháu, cháu sống từ Lào Cai. Nồi niu là cái lấy cái loại mua của mình mua cái loại rẻ cái loại xà bông cái mại đó nồi niu đỡ cả mâm nữa tiên. Làm tất mất lọc rồi tí cho tất mâm rồi chảo. Cháu xuống nhà Quảng đem 20 cái bát tôm mới xuống mà chứ lọt ra ra đi hết này. Chủ này 20 bát tôm mới mà như lấy khoảng hơn 100 bạc. Nhưng mà bây giờ mưa 80.000 chọc nhà tâm thọ là cái loại cũng đẹp đó. Cái loại chảy đó biểu loại 80 đó. Cũng trông giống đó nãy giờ của nhà anh đây. Không chú ạ, cái tô mới như là hắn này đang còn gắn nguyên cứ 5 cái 1, 5 cái 1 gắn ý là đang còn cả trong
chưa tách ra, chứ cái tách ra rồi thì lại nữa. Điểm mình